Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang cơ sở của Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Trong chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Thường trực Thành ủy kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Lễ ra mắt câu lạc bộ văn hóa dân tộc Thái Bản Hùn. Phần cuối chương trình có phóng sự sôi nổi hội thi phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan cơ sở giáo dục thành phố Sơn La năm 2023. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết của chương trình. Ngày 20 tháng 6, đồng chí Lò Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cùng đoàn công tác của thành phố đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Du. Điểm thi trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Du có 14 phòng thi với 301 thí sinh, trong đó có 52 thí sinh tự do với 14 phòng thi. Để đảm bảo làm tốt công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, chi bộ ban giám hiệu nhà trường đã triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản hướng dẫn của cấp trên, đồng thời tăng cường công tác ôn luyện cho học sinh, xây dựng kế hoạch bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, công tác an ninh trật tự trước, trong và sau đợt thi, xây dựng phương án bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, bảo đảm sức khỏe cho hội đồng thi, cán bộ coi thi và học sinh dự thi. Lãnh đạo Thành ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị cho công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 của trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Nguyễn Du, đồng thời đề nghị nhà trường quan tâm hơn nữa đến công tác ôn luyện cho học sinh, bảo đảm cơ sở vật chất, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Đoàn công tác của Thành ủy đã chuyển trao quà của đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tặng quà của thành phố cho điểm thi trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Nguyễn Du. Ngày 20 tháng 6, Thành ủy đã tổ chức hội nghị giao ban công tác báo cáo viên Thành ủy, cộng tác viên dư luận xã hội thành phố 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023. Xác định tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, Thành ủy đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện để cho đội ngũ báo cáo viên hoạt động có hiệu quả. Thành ủy đã ban hành 70 văn bản chỉ đạo điều hành, đa dạng các hình thức tuyên truyền, quan tâm nâng cao chất lượng của đội ngũ báo cáo viên các cấp. Hiện nay thành phố có 120 báo cáo viên cấp xã, phường, 439 tuyên truyền viên cấp cơ sở. Hội nghị báo cáo viên được thành phố và các xã phường tổ chức hàng tháng, đảm bảo thông tin kịp thời các sự kiện chính trị của tỉnh, của đất nước và quốc tế. Trong đó, báo cáo viên Thành ủy đã tổ chức 150 lượt báo cáo chuyên đề về các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính trị, tình hình thời sự trong nước và quốc tế. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội thành phố thực hiện công tác nắm bắt dư luận xã hội bằng nhiều hình thức, thu thập tổng hợp ý kiến nhân dân trên địa bàn, nắm bắt những sự kiện mà người dân quan tâm và phản ánh. Các báo cáo định kỳ của cộng tác viên dư luận xã hội được gửi về ban tuyên giáo đều có đề xuất tham gia định hướng dư luận xã hội thông qua việc cung cấp thông tin chính thống. Từ đầu năm tới nay, Thành ủy đã tiếp nhận được trên 40 thông tin báo cáo của các cộng tác viên dư luận xã hội. Trong thời gian tiếp theo, Thành ủy tiếp tục thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên, nâng cao chất lượng hiệu quả hội nghị báo cáo viên cấp ủy các cấp, kịp thời thông tin và định hướng tư tưởng cho cán bộ đảng viên nhân dân về các vấn đề thông tin thời sự quan trọng trong nước và thế giới. Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên và dư luận xã hội năm 2023, tăng cường nắm bắt, tổng hợp thông tin, phản ánh khách quan, trung thực các luồng ý kiến, tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân về những vấn đề, sự kiện thời sự trong tỉnh, trong nước. Hội đồng nhân dân phường Trường An khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 6 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm, đời sống nhân dân phường Trường An đã được cải thiện và nâng cao, nguồn thu chủ yếu của người dân từ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và dịch vụ. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh, nắng nóng kéo dài, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, năng suất chất lượng cây ăn quả bị hạn chế. Song với sự lãnh đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân, tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh được đảm bảo. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 3 tỷ đồng, bằng 65% so với dự toán thành phố giao. Hoạt động thương mại dịch vụ phát triển khá, các nhà trường thực hiện tốt công tác dạy và học,
trạm y tế phường thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Công tác quản lý trật tự xây dựng trật tự đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là phong trào xây dựng tuyến đường tuyến phố, ngõ xóm sáng xanh sạch đẹp, công tác tiếp công dân và giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri tiếp tục được quan tâm. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận thông qua các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân về chương trình giám sát năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác, tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề mà các đại biểu Hội đồng Nhân dân và cử tri quan tâm. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Trường Lề vừa tổ chức hội nghị lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã tổ chức hiệp thương bầu bổ sung thay thế ủy viên ủy ban, tổ chức hiệp thương bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường khóa 12, nhiệm kỳ 2019-2024. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Trường Lề đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước tới cán bộ, đoàn viên, hội viên, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đã ban hành 76 văn bản để phối hợp chỉ đạo điều hành nhiệm vụ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện công tác phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo an toàn giao thông. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc phường Trường Lề còn phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, rà soát đôn đốc người dân và các hộ gia đình làm căn cước công dân, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, lắp đặt camera an ninh, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, Tết vì người nghèo, đồng thời tổng hợp đầy đủ ý kiến kiến nghị của nhân dân đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Trong 6 tháng cuối năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Trường Lề tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy tinh thần đoàn kết, vận động nhân dân tích cực học tập, lao động, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Nhằm bảo tồn, khôi phục và phát huy các phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào dân tộc Thái, Ủy ban dân xã Trường Cọ vừa tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Văn hóa Dân tộc Thái Bản Hùn. Câu lạc bộ Văn hóa Dân tộc Thái ở Bản Hùn gồm 121 thành viên là những nghệ nhân diễn viên đang sinh sống học tập, lao động công tác trên địa bàn phường, có năng khiếu, có khả năng sáng tác, dàn dựng, biểu diễn các chương trình nghệ thuật, tự nguyện tham gia câu lạc bộ. Sau khi thành lập, câu lạc bộ sẽ tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn, phát huy, giới thiệu, quảng bá những nét đẹp văn hóa dân tộc Thái, tổ chức tập luyện các chương trình nghệ thuật, phục vụ nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, đồng thời kết nạp hội viên có hiểu biết và năng khiếu về bản sắc văn hóa văn nghệ, truyền dạy cho thế hệ trẻ học tập và tham gia. Câu lạc bộ xây dựng nội quy, quy chế sinh hoạt 2 lần trên tháng. Quý vị và các bạn thân mến, với sự chuẩn bị công phu, trải qua 3 phần thi đã mang lại cho hội thi không khí sôi nổi, vui tươi, thu hút đông đảo bà con nhân dân đến xem cổ vũ. Đặc biệt đó là những cách làm hay của các đơn vị trong triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với những dư âm từ hội thi công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan đơn vị cơ sở giáo dục thành phố Sơn La lần thứ nhất năm 2023 qua phản ánh của phóng viên Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố Sơn La. Sau một ngày diễn ra sôi nổi, hội thi công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan đơn vị, cơ sở giáo dục thành phố Sơn La lần thứ nhất năm 2023 đã thành công tốt đẹp. Tham dự hội thi có 12 đội với trên 100 thành viên đại diện cho 31 cơ quan, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Các đội đã cùng trải qua 3 phần, gồm phần thi tự giới thiệu, phần thi kiến thức và phần thi tiểu phẩm. Hội thi cũng là dịp để cán bộ công chức, viên chức và người lao động trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm của đơn vị mình, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự của đơn vị nói riêng và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Sơn La nói chung. Qua đó thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong xây dựng củng cố vững chắc lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các cơ quan, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.
để tổ chức triển khai thực hiện tốt cái kế hoạch cũng như là tổ chức tốt cái hội thi công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố năm 2023 thì ban tổ chức đã chủ động ban hành kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên rồi các cơ quan có liên quan, đồng thời chủ động ban hành sớm các quy chế thi rồi các gợi ý cho các đội thi về các cái nội dung liên quan đến các phần thi như phần thi giới thiệu, phần thi kiến thức, phần thi tiểu phẩm tuyên truyền. Đặc biệt thì đối với vai trò của cơ quan thường trực tham mưu cho chúng tôi thì chúng tôi chủ động sao gửi các cái tài liệu, các cái văn bản quy định liên quan đến công tác xây dựng phong trào gửi đến các đội thi để các đội thi có thể nghiên cứu và tham gia hội thi với cái tâm thế tự tin nhất có thể. Trong phần thi giới thiệu, với thời gian 5 phút, các đội thi đã vận dụng sáng tạo hình thức sân khấu hóa để giới thiệu mang đến hội thi thông tin liên quan đến cơ quan đơn vị của mình, giới thiệu được các thành viên trong đội. Nhiều đội đã dày công tìm tòi, sáng tạo trong hình thức thể hiện, đầu tư về hình ảnh, âm thanh, trang phục, đạo cụ, diễn xuất tự nhiên của các thành viên đội thi đã làm cho sân khấu thực sự sôi nổi và tươi vui, gây được ấn tượng cho khán giả. Phần thi kiến thức với hình thức trả lời trắc nghiệm, chọn phương án đúng, mỗi đội phải trải qua 10 câu hỏi về các luật, nghị định của chính phủ liên quan đến xây dựng cơ quan đơn vị, đảm bảo về an ninh trật tự. Hàng năm thì nhà trường luôn tuyên truyền, phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật đối với học sinh và cán bộ giáo viên nhà trường về công tác bảo vệ an ninh tổ quốc và có những cái buổi ngoại khóa để tuyên truyền giáo dục pháp luật cho học sinh. Nhiều năm liền nhà trường luôn giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn về an ninh trật tự và không có các cái hiện tượng vi phạm pháp luật. Đến với cái hội thi bảo vệ an ninh tổ quốc hôm nay thì đội thi của nhà trường cũng mong muốn đến để giao lưu học hỏi với các cái đơn vị khác về phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc và chắc chắn đội thi sau hội thi thì chúng tôi sẽ có những cái kiến thức để tuyên truyền phổ biến đối với cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường về công tác này. Sôi nổi ấn tượng cho khán giả là phần thi tiểu phẩm tuyên truyền. 12 đội thi với 12 tiểu phẩm tuyên truyền đã tái hiện các tình huống thường gặp trong quá trình hoạt động của cơ quan, cơ sở giáo dục trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Với chủ đề như phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, giải quyết việc tụ tập gây rối, trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, hòa giải những mâu thuẫn trong gia đình, dòng họ, bản làng, công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ nội bộ, đấu tranh với quan điểm sai trái các thế lực thù địch, công tác bảo vệ môi trường, công tác quản lý người nghiện sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, thực hiện công tác chuyển đổi số, chuyển hóa địa bàn xã phường thị trấn không có ma túy tỉnh Sơn La giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Nhiều tiểu phẩm mang đến sự gần gũi bởi nội dung những vấn đề rất thường ngày mà chúng ta dễ dàng bắt gặp trong quá trình làm việc, sinh hoạt. Nhiều tiểu phẩm đặc sắc được ban giám khảo đánh giá có chất lượng chuyên môn cao. Nhiều tiết mục gây được dấu ấn sâu sắc, nội dung phong phú, hình thức sinh hoạt hấp dẫn, lời thoại rõ ràng gần gũi, trang phục phù hợp với nội dung tuyên truyền, đặc biệt là phong cách thể hiện tự nhiên, giàu cảm xúc của nhiều đội đã lôi cuốn người xem, tạo dấu ấn sâu sắc trong hội thi. Ngay sau khi nhận được kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Sơn La về việc tổ chức hội thi xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan, cơ sở giáo dục thành phố Sơn La năm 2023, tập thể cấp ủy và lãnh đạo chi cục thuế đã lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thành lập hội thi và đội thi đã tiến hành tập luyện hăng say ngoài giờ hành chính vừa đảm bảo công tác thực hiện công tác chuyên môn vừa đảm bảo các cái yêu cầu mục đích đặt ra của hội thi ạ. Và qua hội thi này thì chúng tôi được giao lưu học hỏi với các đội bạn và học hỏi thêm được rất nhiều kiến thức, kỹ năng về công tác bảo vệ an ninh tổ quốc nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao và góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất cho đội thi chi cục thuế khu vực thành phố Mường La, hai giải nhì cho đội Viện Kiểm sát, Tòa án, Thi hành án dân sự, Trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu, cùng 3 giải 3 và 6 giải phong trào, đồng thời lựa chọn đội xuất sắc tham gia hội thi cấp tỉnh.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang cơ sở của Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.